Và tiếp theo một cái giống cúc họ Hương, nó lớn hơn cái cúc họ Hương xưa kia nha cả nhà, lớn hơn xíu nữa. Thì đây em sẽ quay giới thiệu với cả nhà nha. Đây, đây là cái cúc họ Hương, nó lớn hơn cái kia xíu. Thì cái gốc lô này thì đẹp nha, gốc lô này thì đẹp. Đây, nó có củ bự, củ to ha. Nói chung là cái gốc này củ to nha. Đó, chiều cao nó như thế này đây. Đó, có những nhánh luôn nha. Nó cái gốc này, cái lô này gốc này bự nha. Rồi, cái lô này thì em bán với giá là 250.000 một cặp nha cả nhà. 250.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển nha. Nó cây nó như thế này nha. Cây nó cũng khoảng 2 tấc mấy thôi nhưng mà gốc nó đẹp nha. Gốc nó đẹp. Rồi đây, như thế này nha. Rồi đây như thế này đây. Rồi đây cả nhà. Đó, xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chiếc chè bông nha. Rồi cái lô này thì nó lớn hơn cái lô kia xíu. Đó, nhưng mà gốc của nó đẹp lắm. Gốc của nó đẹp lắm nha. Đây. Rồi 250.000 một cặp, bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Rồi cái số này thì em có ít thôi cả nhà ơi, tầm khoảng được có mấy chục cây thôi à. Rồi, ai thích cái loại lớn hơn xíu, nó có nhánh xùm xòe hơn xíu thì hãy lấy cái loại mà 250.000 cặp nha. 250.000 cặp bao ship luôn. Rồi đây là cúc họ Hương lớn hơn xíu nha cả nhà. Và bên đây là cái cúc họ Hương nhỏ hơn đây. Đây cây nó cây nó cao nha, nó cao lắm luôn nhưng mà nó không có nhánh. Đây cái này về chúng ta làm giống á cả nhà, có hai gang tay em chắc tầm khoảng để em đo coi khoảng 3 tấc đi lên, 3 tấc đi lên nha, 3 tấc đi lên, khoảng 2 tấc mấy đến 3 tấc, 3 tấc mấy cũng có. Rồi cái cây này thì em bán với giá là 90.000 một cây nha, 90.000 một cây, em sẽ bao phí vận chuyển cho khách luôn. Đây có cây khoảng 2 gang tay nha cả nhà, 90.000 một cây, để thì xử lý đế hết nha. Đó, quấn lò xo nè, rồi quấn tổ chim nè, quấn lò xo rồi quấn tổ chim, rồi rễ nơm, đó, rễ nơm, rồi quấn kiểu như thế này. Nói chung lô này nó đủ kiểu hết nha cả nhà, nó đủ kiểu hết. Thì cái lô này nó cao hơn, em có hai loại, một loại 80.000 thì cao khoảng 2 tấc mấy á, một loại 90.000 thì cao khoảng 3 tấc nha. Đây, 3 tấc đi lên ha. Rễ thì tất cả các lô thì đều được xử lý đế hết nha. Đó, cây này em bán với giá 90.000, em sẽ bao phí ship cho cả nhà nếu lấy 3 cây nha. Đây cả nhà, rồi đây, giá 90.000 một cây nha, 90.000 một cây. Rồi em sẽ lần lượt bước qua bên đây nha cả nhà, bước qua bên đây. Đây, em vườn em có thêm một cái giống mới nữa, đó là cúc không nhụy nha. Cúc không nhụy của Hoàng Quyết Long á cả nhà. Đó, cây nó như thế này đây. Thì cái lô này em bán với giá là 250.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Cái này về chúng ta lấy bo được đó đó cả nhà. Cây nói chung là cũng khỏe, cũng cứng ha. Cao khoảng 2 tấc thôi cả nhà, 2 tấc. Rồi rễ thì đều được xử lý đế hết nha. Tất cả các bộ rễ bên vườn mai nhà em thì đều được xử lý đế hết. Đây là cúc không nhụy của Hoàng Quyết Long nha cả nhà. Nè những cái cây này thì chúng ta mơi lên thì nó cũng có rễ nha. Mơi lên nó cũng có rễ bên dưới hết luôn á. Cây nào cũng có xử lý đế hết. Thì cây cao khoảng gang tay của em thôi. Cúc không nhụy này em bán với giá là 250.000 một cặp, em bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Rồi và tiếp bên đây tiếp bên đây là một giống mới nữa nha cả nhà, đây là giống cúc bi. Đây cúc bi hay còn gọi là cúc bi tiên sinh ha. Thì cái giống mai này hổm rày thì cũng đang hot trên thị trường đây, bởi vì cái hoa của nó là hoa nở chùm, chùm ơi là chùm luôn, chùm một chùm trà bá luôn á cả nhà. Và đặc biệt là nó rất là lâu tàn, cho nên là cái giống này đang hot luôn á, hôm nay em không đủ bán luôn á cả nhà. Thì hôm nay em về được có tầm khoảng vài chục cây thôi ha. Thì em bán cũng có giá là 80.000 một cây nha, 80.000 một cây, mà nếu ai lấy 3 cây thì em cũng bao phí vận chuyển cho khách luôn ha. Cây cao khoảng 2 tấc mấy thôi nha cả nhà. Đèn cây thế này nè. Có một số cây đó có già nụ nha, được già nụ á cả nhà. Thì cái lô cúc bi tiên sinh này em bán với giá là 80.000 một cây nha, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà nếu lấy 3 cây. Và đặc biệt bên em ưu ái cho khách hàng đó là khi chúng ta lấy 3 loại mà mỗi loại một cây thì em vẫn bao xí cho khách hàng luôn nha, chứ không cần nhất thiết phải một loại là 3 cây nha cả nhà. Rồi và đây là cái giỏ cam nha, giỏ cam của nó thì là hoa của nó là 8 đến 12 cánh nha. Và đặc biệt là cái hoa của nó là màu cam của cà rốt nha cả nhà. Đây, đó, quấn rễ, đều quấn rễ hết nha. Cây nào cũng xử lý đế hết. Cây cao tầm khoảng 2 tấc mấy nha cả nhà. Cây rất là cứng và em đã vô dây để chỉnh tàn hết rồi đây. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Đây, chỉ với giá là 80.000 một cây nha.
dẻo cam 80 ngàn một cây. Em sẽ bao phí vận chuyển cho khách nếu lấy 3 cây luôn nha. Đó, đây là giống dẻo cam nha cả nhà. Rồi, và tiếp tục bên đây một cái giống mai bên vườn mai nhà em nữa. Đó là hàng dẻo siêu nụ nha. Dẻo siêu nụ. Đây cả nhà. Dẻo siêu nụ, cái lô này thì cành nhánh nó cũng xum xê và đặc biệt là nụ vô cùng nhiều nha. Đó, cả nhà thấy không? Nụ không tưởng chừng luôn á, bởi vậy cho nên chúng ta mới gọi là hàng siêu nụ ha. Thì cái lô này em bán với giá là 250 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Và đặc biệt cái bộ rễ thì đều được xử lý đế hết nha cả nhà. Cây đều được xử lý đế hết. Có những cây nó nằm ở dưới thôi, chúng ta moi lên thì vẫn có rễ nha. Đó, cây này là hàng siêu nụ nha. Cây cao tầm khoảng 2 tấc mấy thôi cả nhà, nhưng mà có nhánh xum xê và có nụ chơi tết nha. Đó, đây cả nhà, rễ của nó đây. Đó, đây là hàng siêu nụ nha. Siêu nụ đây. Rồi, 250 ngàn một cặp. Nếu mà ai lấy một cặp thì em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Nụ rất là nhiều luôn nha. Cái giống này hổm ngày thì cũng đang hot hòn hot ở trên thị trường đây. Đó, nụ của nó rất là nhiều luôn nha. Rồi, đây là 250 ngàn một cặp dẻo siêu nụ. Và đồng thời em sẽ có một cái lô dẻo siêu nụ cây cứng hơn nha cả nhà. Nó không cao bằng cái đó nhưng mà cây rất là cứng luôn. Và nụ thôi khỏi phải chê luôn nha cả nhà. Đây, trời ơi, nó đập gập hết trơn cả nhà ơi. Đó, như thế này đây. Thì cái lô này em bán giá là 340 ngàn một cặp nha. 340 ngàn một cặp. Nếu ai lấy một cặp thì em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Cây nó không có cao lắm đâu, tầm khoảng 3 tấc, 2 tấc mấy đến 3 tấc à. Nhưng mà đặc biệt là cái lô này em nuôi nụ cả nhà khỏi phải chê luôn. Trời ơi, nụ phải nói là dữ dằn, nụ cục cục luôn á cả nhà. Đây, đó, nụ rất là nhiều nha. Đó, cái lô này em sẽ đi qua bên đây cho cả nhà xem. Nói chung cái lô này em cũng có ít chứ không có nhiều cả nhà. Trời ơi trời. Đây, nụ không tưởng chừng luôn á cả nhà ơi. Nụ quá trời luôn nha, nụ cục cục luôn á. Đây, cây thì nó rất là cứng, rễ thì đều thực sự lý đế hết nha. Cây thì rất là cứng, do là cái này là em bấm tàn cho nên là nó không có xum xoa nhiều nha. Đây nụ nè, cả nhà nhìn thấy nụ nè, nụ quá trời luôn ha. Rồi đây, thì cái lô này em bán với giá là 340 ngàn một cặp nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho khách luôn nếu lấy một cặp. Rồi, cái lô này hết hòn hợp luôn nha, siêu nụ. Trời ơi, cái bông, em thấy cái bông rồi cả nhà ơi. Cái bông bự quá trời luôn. Đây, bông dẻo siêu nụ phải nói vừa bự mà vừa to mà vừa đẹp luôn á cả nhà. Đây nè. Ủa, cái màu vàng của nó đẹp quá trời luôn á cả nhà ơi. Đây nè, quá trời luôn nha, em thấy được một cái bông. Ồ, rất là đẹp luôn nha, 8 đến 12 cánh nha cả nhà, hoa to rất là to luôn. Rồi, 340 ngàn một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi, đây là hàng dẻo siêu nụ nha, siêu nụ siêu bông, siêu ơi là siêu luôn. Rồi, và tiếp theo là một giống mai nữa bên vườn mai nhà em, đó là hàng cúc vip nha cả nhà. Cúc vip này, cúc vip này á thì cây cao rồi, cây khoảng 3 tấc luôn, 2 tấc mấy đến 3 tấc luôn. Rễ thì đều được xử lý đế hết nha. Nhưng mọi người gọi là cúc vip cúc tri kỷ á cả nhà. Cúc tri kỷ á thì cái giống của nó là ba mấy cánh và cái độ phùng của hoa là nó y như một cái hoa hồng luôn á. Hả? Đây, thì cái lô này em còn nhiều nha. Em bán với giá tri ân khách hàng là 70 ngàn một cây thôi. Nếu ai lấy 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây là hàng cúc vip ha. Rồi, và tiếp tục bên đây là một cái giống cúc hồng lộc nha. Cúc hồng lộc nha cả nhà. Đó, đây xử lý đế. Hồng lộc thì nó ra cái đọt nó đẹp lắm. Rồi đây. Rồi hoa của nó hàng dạng cúc thì cũng tầm hẳn 20 mấy cánh trở lên ha. Rồi loại này em cũng bán với giá là 70 ngàn một cây thôi nha. 70 ngàn một cây em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Rồi tiếp theo là hàng đại lộc mini bên vườn mai nhà em đây. Đó, cả nhà thấy không? Nụ thì khỏi phải chê luôn. Nụ vàng ôm luôn. Cây nào cây nấy ôm nụ rất là nhiều luôn nha. Cả nhà nhìn nè. Nó ôm trong thân ôm ra luôn á. Rồi nụ rất là nhiều luôn ha. Cây này thì em cũng bán với giá có 70 ngàn thôi cả nhà. 70 ngàn nếu ai lấy 3 cây cũng bao phí vận chuyển luôn. Chỉ có 201 thôi à. Mà chơi tết thì ok luôn ha. Đây, rất là đẹp luôn. Và bên đây là cái hàng đại lộc lớn hơn xíu, là giá 140 một cây. Đây cả nhà. Đó, uống rễ như thế này ha. Đây, cây nó cao tầm khoảng 2 tấc mấy, 3 tấc thì nó có nhánh nhiều hơn cái loại 70 ngàn ha. Nụ đây cả nhà. Nụ đây, rất là nhiều ha. Cái lô này thì em bán 280 ngàn cặp á cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển nếu lấy một cặp nha.
học nha cả nhà. Rồi cái này là 280.000 một cặp nha. 280.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Và một cái giống mai nữa bên vườn mai nhà em, đó là cái hàng cúc tư long nha cả nhà. Cúc tư long. Cúc tư long nằm đâu hết rồi ta? Đây một giống mai nữa là cúc tư long nha cả nhà. Đây hả? Đây, đây là cúc tư long nha. Rễ thì cũng được xử lý đế ha. À, có một số cây thì nó cũng có mấy nụ á cả nhà. Mấy cây không có cao nha. Thì cái loại này em cũng bán với giá là 70.000 một cây thôi nha cả nhà. Nếu mà lấy 3 cây vẫn bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Rồi và tiếp tục một cái giống mai nữa. Đó là thằng cúc hồng lộc nha. Ủa lộn, lá ngọc cành vàng. Cái loại này em bán 70.000 cây nha cả nhà. Và 3 cây thì bao ship luôn. Còn có lá ngọc lớn hơn chút là cây ghép được tầm khoảng 1-2 bo á. Cây nó cao này nè. Đó, cái lô này thì bán 250 cặp bao ship luôn nha. Đó. Rồi đây cả nhà nhìn thấy không? Rất là đẹp nha. Có cây được ghép được 2 bo luôn á. Rồi đây. Rồi thì rất mong được sự ủng hộ của cả nhà đến với vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Thì bên vườn mai của em đa dạng giống. Xin mời cả nhà hãy vào xem ủng hộ cho em nha. Còn một cái hàng chơi Tết lớn hơn xíu nữa nha cả nhà. Sẽ đi qua bên này. Đây là hàng dậu Thủ Đức nha. Dậu Thủ Đức nụ rất là nhiều. Đó, trời ơi nụ ú nụ ú nụ luôn. Mập thù lù luôn nha cả nhà. Đây, rễ thì gốc thì rất là to luôn. Tầm khoảng 8-9 hết rồi. À, cái củ này thì tầm khoảng mười mấy luôn á, mấy 20 luôn á cả nhà. Tán thì tròn do ha. Cao khoảng 60 nha. Rồi, cái lô này thì em bán với giá là 390.000 một cây nha. 390.000 một cây. Đó cả nhà nhìn thấy tán tròn do luôn không? Trời ơi củ đế cơ nè. Quá trời luôn cả nhà ơi. Rồi cái lô này thì em bán với giá là 390.000 một cây nha. Nếu mà ai lấy 2 cây thì để giá 750 cặp thôi. Rồi còn một cái lô nhỏ hơn bên đây. Đây cả nhà thấy rễ không? Đó cây này thì em bán với giá là 230.000 một cây nha. Nếu lấy một cặp thì là 450. Đó cây nó như thế này nha cả nhà. Nụ thì khỏi phải chê nha. Mấy lô qua nhà em nụ dữ lắm luôn á. Nụ nhiều lắm. Hoa đây cả nhà. Trời ơi hoa cho đùng luôn nha. Đó, cái lô này em bán với giá là 450 cặp nha cả nhà. Bao ship luôn nha. Rồi xin mời cả nhà hãy vào xem ủng hộ cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà.